Làm việc với Chúa, hãy giữ lấy tin lành, hãy quý lấy tin lành, hãy tiếp tục rao giảng tin lành, tiếp tục vững tin bước tới trong hành trình sắp đến. Đừng nản lòng, đừng nao lòng nếu gặp khó khăn, cứ làm phần của chúng ta để phần của Chúa lại cho Ngài. Hãy luôn nhớ Đấng Christ là đầu, Hội Thánh là thân thể của Ngài. Chúa chịu trách nhiệm để khiến Hội Thánh nên thánh, thánh sạch, không chỗ trách được, không nhăn, không vết, không chi. Giống như vậy, hãy vững tâm với công tác của phúc âm. Thật, lời Chúa đã trở thành nền tảng cho hành trình năm thứ 6 của LOC quận 10. Có thể đúc kết năm qua với 3 câu nói gắn liền với những gì Hội Thánh Chúa đã kinh nghiệm được. Hãy vững tâm với công tác của phúc âm. Nương nơi lời khích lệ đầy thôi thúc và mạnh mẽ trong lễ cảm tạ cột mốc 5 năm thành lập, LOC quận 10 đã nhờ sức Chúa để vững vàng hơn trong những công tác mình có thể làm được trong năm thứ 6 của Hội Thánh. Với lòng tin rằng hạt giống tin lành cứ phải được gieo ra, kết quả sẽ được Chúa lo liệu. Phúc âm đã được trung tín rao giảng bên trong Hội Thánh để làm vững lòng con cái Chúa, vững mạnh đức tin của từng tín hữu và vững lập các công tác mục vụ. Phúc âm cũng đã được vươn ra bên ngoài Hội Thánh để ảnh hưởng đến những người trẻ qua nhiều cách khác nhau. Biết ơn Chúa vì nhìn thấy, biết ơn Chúa vì tin cậy. Tạ ơn Chúa, khi Hội Thánh trung tín bước đi, Đức Chúa Trời cũng đã thành tín hành động. Năm vừa qua, LC quận 10 đã nhìn thấy được tình thân và sự yêu mến lẫn nhau được thêm nhiều lên trong vòng Hội Thánh Chúa. Nhìn thấy những người trẻ từng bước được Chúa kêu gọi, được huấn luyện trang bị, cũng như được lựa chọn để sẵn sàng bước vào trong sự phục vụ. Nhìn thấy nhiều người mới được thêm vào trong gia đình đức tin và nhìn thấy nhiều người được Chúa sai đến để khích lệ, đồng hành cùng với Hội Thánh trong các giai đoạn quan trọng. Những điều đó là sự ấn chứng mạnh mẽ để LC quận 10 tiếp tục tin cậy vào những việc lớn Chúa làm qua những bước chuyển giao. Mạnh dạn bước tới vì Chúa hứa không rời. Và một trong những bước chuyển giao quan trọng nhất của năm vừa qua, đó chính là việc chuyển đến nhà mới sau 3 năm gắn bó tại CC19 Trường Sơn. 51/4/5 Thành Thái chính là nơi Chúa kêu gọi LC quận 10 bước đến. Và cũng chính tại đây, Hội Thánh Chúa được Ngài làm cho tươi mới và sống động hơn. Tuy biết rằng thuyền to thì sóng sẽ lớn, không bước chuyển giao nào là dễ dàng. Những thách thức về tài chính, nhân lực, công tác nhóm nhỏ vẫn còn đó. Nhưng LC quận 10 tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành cho chúng ta sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Thật, vì có niềm hy vọng như vậy nên chúng tôi rất dạn dĩ. Xin Chúa tiếp tục ban ơn và đi cùng Hội Thánh Ngài để năm thứ 7 sẽ là năm đầy kết quả. Thật vậy Chúa ơi, nào bởi khả năng của chúng con, nhưng chỉ bởi quyền năng lớn lao của Ngài. Amen.